À, vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip đặc biệt so với tất cả những clip mình làm trước đây. Nó không phải là giới thiệu về chim bồ câu, cũng không phải giới thiệu về cái cách mà làm sao để nuôi bồ câu chất lượng, cũng như là cách phân biệt chống mái. Hôm nay thì mình sẽ kiểu như là làm một clip giống kiểu thách thức bản thân mình. Đây là 3 xe đất các bạn, thì ước tính là tầm khoảng 15 tấn đất. Thì cái số đất này thì nó nhằm mục đích đó là để làm móng cho cái trại bồ câu Minh Dũng ở phía sau nhà kia. Tại vì cái con đường từ cái đống đất này đến cái trại của mình thì tầm khoảng 100 mét. Thì tại vì ở trong đấy là cà phê, trồng cà phê nên xe to không thể vào được, nên bây giờ phải đẩy bằng những cái để những cái xe rùa này bạn, để cái xe rùa. Ngày hôm nay có thể nói là mình là một người phụ hồ. Và bây giờ thì mình sẽ trang bị một cái nón này và một đôi bàn tay thôi, đôi bao tay, thì mình sẽ tham gia vào quá trình xúc đất. Đây các bạn nhé, thì mình sẽ cầm xẻng để xúc cái xẻng đất như này. Nói chung là cái công việc này cũng khá là vất vả đấy mình, vì lâu lắm rồi mình không làm những công việc nặng như thế này. Có mấy xúc thôi mà rất là mệt. Hiện tại thì chỉ có một mình xúc thôi, còn có một anh nữa đang đẩy những cái xe mà sau khi mình xúc này đi ra phía sau trại. Mình ước tính là khi mà chắc cái đống đất to này chắc mình phải xúc cả ngày. Đây các bạn nhé, đống đất rất là to. Trước đó thì đất này mình phải đi mua các bạn nhé. Thì về nhà mình là không thể nào mà đào đất này lên để lấp vô chỗ khác được. Đây là 3 xe đất này. Đây là lối đi vào nhà mình. Hiện tại thì mình đang ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Đây, đây là cái đống đất đây. Sẽ được di chuyển có cái lối mòn này các bạn nhé. Tại vì từ cổng nhà mình mà để đến cái trại thì cũng cả 100 mét. Và vườn nhà mình thì cây cối rất là nhiều như này. Chính vì thế thì mình không thể nào mà cho xe vào được. Và những cái xe rùa thì sẽ dùng để đẩy đất. Trời thì nắng, rất là mệt các bạn nhé. Bây giờ ở trại thì mọi người đang tiếp tục cái công việc của mình nhé các bạn nhé, để làm sao để hoàn tất việc xây cái trại này, để làm sao để cuối năm cái trại này đi vào hoạt động. Đây thì mình sẽ tiếp tục có những cái hình ảnh ở trại ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để gửi đến các bạn nhé. Hôm bữa thì cái clip của mình thì cũng đã bổ sung một số cái hình ảnh ở trại ở Đắk Lắk cho các bạn rồi. Ngày hôm nay thì tại vì mình ở đây tới khoảng 4-5 ngày thì mình sẽ tiếp tục quay clip về đây các bạn. Đây. Mọi người thì vẫn đang đổ đất ở bên trong, để khi nào mà đầy cái nền ở bên trong này thì sẽ mới đổ nền các bạn nhé. Ước tính là cái nền này ngốn tầm khoảng 10 xe đất của mình. 10 xe đất. Mình sẽ phải
đất mà cũng, hiện tại cũng đang rất khá lún xuống. Đây. Nhân công ở trại thì hiện tại vẫn đang hoạt động hết công suất của mình. Cái việc mà đổ đất này thì nó từ cái chỗ mà xe ô tô nó đổ vào lên tới đây là khoảng 100 mét. Tại vì hiện tại ở trong cái vườn này của mình này, thì cây cà phê nó nhiều. Vì thế mà phải đẩy xe rùa thế này vào được bên trong. Cái chỗ hoa hồng này thì sẽ khoảng tốn khoảng một xe đất nữa. Cái hố này khá là sâu. Hiện tại bây giờ là hơn 1 giờ chiều rồi. Rất là nắng. Nắng lắm các bạn. Nắng và nóng nữa. Hai ngày hôm nay là không có mưa rồi. Và nếu mà mưa thì cái việc đổ đất này thì nó rất là khó khăn. Đất này thì mình mua mà nó thuộc cái dạng kiểu đất sét ấy, rất là dính. Khi mà mình lấy xẻng mình xúc cho những cái anh kia đẩy bằng xe rùa thì cũng rất là chật vật. Vì lâu lắm mình cũng không làm cái công việc mà xúc đất hoặc là cuốc xẻng. Ít khi mình làm. À, thế này mình vừa mới đứng lên cái bờ tường này. Từ trên cái cao này nhìn xuống dưới thì cái đây thì tầm khoảng 1 tháng nữa thì cái trại này sẽ cơ bản là xây dựng xong các bạn nhé. Và mình sẽ nuôi chim bồ câu ở đây. Vì ở những cái nơi vùng sâu vùng xa như là Tây Nguyên ấy, thì mình mới phải xây cái bức tường cao này thôi. Thì nhiều khi là rắn rết nó bò vào ảnh hưởng đến chim của mình. Và như mình cũng đã chia sẻ trong clip trước đó là tường này thì mình cũng xây lửng thôi để cho khi mà nó gió nó vào á thì nó tạo cái sự thông thoáng chim bồ câu nữa. Đây là vườn cà phê các bạn nhé, đây là vườn cà phê này. Vườn cà phê này thì cũng của mình luôn. Đây là một cái hố, mình tính đào cái hố này là để nuôi thêm vịt này. Mình cũng ngay bên cạnh cái chuồng của mình. Thời tiết ở đây thì nói chung là nó cũng khá là thông thoáng và mát mẻ. Nó không như ở những cái thành phố lớn. Tại vì mình cũng có đặt một số cái trại ở những thành phố lớn thì thực ra thì cái không khí của nó cũng hơi là ngột ngạt. Thì cái việc nuôi chim ở những cái nơi thông thoáng thì nó thuận lợi hơn rất là nhiều. À, những cái sắt này thì sẽ được dùng để làm mái các bạn nhé.
thì mọi người cũng đang làm việc, chúng ta chạy ra được hoàn thành sớm. Phát thì mình cũng mua về đây cả rồi. Cái nhãn của mình quả rất là sai. Ở clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây thôi.